Ngày 30 tháng 4 năm 2000, trong ngày lễ phong thánh cho Trần Phước Faustina, Đức Cố Giáo Hoàng, và nay là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố, Chúa Nhật thứ hai sau Chúa Nhật Phục Sinh là ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, thì Ngài gọi là Divine Mercy Sunday. Và kể từ năm 2000 cho đến nay là 11 năm, Giáo hội đã long trọng mừng lễ kính lòng Chúa thương xót vào ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Hôm nay tôi mời anh chị em điểm qua một vài chi tiết quan trọng của lễ kính lòng Chúa thương xót, và chúng ta nghe thử xem là Chúa muốn chúng ta làm gì trong ngày lễ hôm nay. Ngày 22 tháng 2 năm 1931, Đức Giêsu đã hiện ra với lại Sơ Faustina Kowalska, một nữ tu rất trẻ người Ba Lan thuộc dòng Đức Bà thương xót, và trao cho Sơ ba cái trọng trách này. Thứ nhất là viết xuống và phổ biến thông điệp lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới. Thứ hai là họa một bức hình với hàng chữ lạy Chúa Giêsu còn tin cậy nơi Chúa, mà anh chị em thấy ở bên tay phải của tôi đây. Luồng ánh sáng trắng biểu thị cho nước, dòng nước biến đổi các linh hồn thành công chính, đó là phép rửa tội. Còn luồng ánh sáng đỏ biểu thị máu, máu này là biểu thị của sự sống mà Thiên Chúa ban cho các linh hồn qua bí tích thánh thể. Và cái trọng trách thứ ba đó là xin với lại đấng bản quyền trong giáo hội dành riêng Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh, tức là ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, để kính lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, cả ba trọng trách này đối với Thánh nữ Faustina đều khó khăn cả, bởi vì Ngài chỉ mới học hết lớp 3, viết còn chưa xong, đừng nói đến chuyện mà viết xuống nhật ký lòng Chúa thương xót. Nhưng mà với ơn Chúa, Thánh nữ đã làm được việc đó. Cái điểm thứ hai là họa một bức hình với hàng chữ lạy Chúa Giêsu còn tin cậy nơi Chúa, lại còn khó hơn, bởi vì Sơ Faustina không phải là họa sĩ. Nhưng mà rồi Chúa cũng gửi người đến và vẽ những bức tranh cho Thánh nữ Faustina và diễn tả đúng như cái hình ảnh mà Ngài đã được thị kiến. Và điều thứ ba là xin với các đấng bản quyền trong giáo hội để thành lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, lại càng khó hơn. Nhưng mà cuối cùng Chúa cũng đã sắp xếp để rồi chính vị giáo hoàng người Ba Lan đã lắng nghe nữ tu người Ba Lan để thành lập nên cái ngày lễ này. Thưa anh chị em, ngày hôm nay cái mục đích của ngày lễ kính lòng thương xót, giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta có một người cha rất giàu lòng thương xót. Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã lỡ phạm đến Chúa, đến tha nhân. Lòng thương xót của Chúa thì lớn hơn tất cả tội lỗi của chúng ta cộng lại. Và như Thánh nữ Faustina đã viết trong cuốn nhật ký, là muốn hưởng được cái lòng Chúa thương xót thì nhân loại phải làm ba việc sau đây. Thứ nhất đó là thỉnh cầu lòng thương xót của Chúa. Thứ hai là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và thứ ba là thực hành lòng thương xót. Anh chị em nghĩ thử trong ba công việc này, công việc nào là khó nhất anh chị em? Thỉnh cầu lòng thương xót của Chúa, thứ hai là tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và thứ ba đó là thực hành lòng thương xót. Trong ba việc này, cái nào là khó nhất? Mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Nhưng đối với tôi nghĩ rằng thực hành lòng thương xót là điều khó nhất. Tại sao vậy anh chị em? Là bởi vì cái tôi của mình, cái tính ích kỷ của mình ở trong mỗi con người chúng ta, nó luôn luôn là nó nổi dậy khi chúng ta có cơ hội để mà làm việc lành phúc đức, có cơ hội để thương xót người khác. Cái công việc này khó lắm. Động lòng trắc ẩn trước những cái đau khổ của tha nhân, động lòng thương xót ông bà cha mẹ là cái điều rất dễ. Mình thốt lên những cái lời tội nghiệp, ồ tại sao họ lại như thế này, tại sao họ lại như thế kia, dễ lắm anh chị em. Nhưng mà để biểu lộ cái lòng thương xót ra bằng chính hành động của mình thì rất khó. Muốn có được lòng thương xót trọn vẹn và mang ý nghĩa đầy đủ nhất, anh chị em và tôi phải thương xót giống như Chúa Giêsu đã từng thương xót.
Nghĩa là không phải chỉ là chép miệng để thương xót tội nghiệp người này, thương hại người khác, nhưng giống như Đức Giêsu Kitô, Ngài đã biểu lộ ra bằng chính cái công việc của Ngài. Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ để anh chị em thấy rằng Đức Giêsu Kitô không chỉ có thương xót người khác bằng môi miệng, nhưng bằng chính công việc của Ngài. Ngài thấy hai người mù ở bên vệ đường ăn xin, Chúa Giêsu đã động lòng thương xót. Thánh Matthew nói rất rõ. Nhưng mà sau đó Ngài đã làm phép lạ để giải thoát họ khỏi cảnh tăm tối mù lòa. Khi thấy dân chúng bơ vơ lạc lõng đi theo Ngài 3 ngày trời mà không có gì ăn, Chúa Giêsu đã trách lòng thương xót. Và sau đó Ngài đã làm phép lạ để nuôi 5.000 người ăn, không kể con nít và đàn bà. Và khi thấy bà quá thành Na-in đưa đứa con mình đi chôn, bà khóc lóc thảm thiết, Thánh Luca nói rằng Chúa Giêsu đã trách lòng thương xót. Nhưng Ngài không dừng ở đó, nhưng Ngài đã đến và làm phép lạ cho người con đã sống lại và trả người con đó lại cho người bà quá thành Na-in. Thưa anh chị em, nếu anh chị em đồng ý với tôi rằng để có thể biểu lộ được lòng thương xót giống như Chúa Giêsu, tôi và anh chị em cần phải luôn luôn việc làm và lời nói đi đôi với nhau, nó mới trọn vẹn ý nghĩa. Thì ngày hôm nay là ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, mỗi người chúng ta hãy cố gắng và chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một trái tim biết rung cảm, biết xót xa trước những đau khổ và bất hạnh của tha nhân. Và những người đầu tiên đó là những người ở trong gia đình của mình, là cha, là mẹ, là ông, là bà, là con cái, là họ hàng thân thuộc. Đi xa một chút nữa chúng là cộng đoàn giáo xứ của chúng ta đây. Những người mà chúng ta gặp gỡ khi chúng ta làm việc chung, những người trong hãng xưởng. Để chỉ khi nào tôi và anh chị em chúng ta có được lòng thương xót, có được trái tim rung động thương xót và biểu hiện ra bằng những việc làm, thì lúc đó mới thực sự là chúng ta đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Tôi xin đơn cử ra một vài ví dụ cụ thể như là một lời đề nghị với anh chị em, để mời anh chị em chúng ta cùng thực hành, để chúng ta ráng cố gắng mỗi ngày chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thứ nhất là ở trong gia đình. Ở đây hầu hết chúng ta đều là những người còn cha còn mẹ, nhất là các bạn trẻ. Chúng con còn có cha có mẹ, chúng con hãy tỏ lòng thương xót ra với cha mẹ bằng cách là ở nhà chúng con cố gắng giúp đỡ cho ba má chúng con trong những công việc lặt vặt ở trong nhà. Do the chore. Đừng có ngồi đó mà chỉ nói ô tội nghiệp ba quá, tội nghiệp má quá mà mình không làm gì hết. Cái đó không phải là lòng thương xót trọn vẹn, nó chỉ mới có một nửa lòng thương xót mà thôi. Với những bạn trẻ ở trong ngôi thánh đường này hoặc đang tham dự thánh lễ trực tuyến, các bạn đang ở chung với lại ba má, ông bà, đi làm có tiền, đừng có chỉ có nói mà không làm, nhưng hãy có cái lòng thương xót ông bà cha mẹ của mình. Ông bà cha mẹ của mình qua bên này tiếng Anh tiếng U thì kém, không biết, làm được ít tiền mà cứ phải chi trả tất cả những thứ cho mình hết, thì cái đó không công bằng. Cho nên các bạn là những người đi làm có tiền, cố gắng phụ giúp với ông bà cha mẹ trong những cái chi tiêu hàng ngày. Đó là lòng thương xót, đó mới thực sự là cái hành động mà chúng ta làm giống như Chúa Giêsu. Anh chị em và tôi, chúng ta sống ở trong một đất nước phải nói là rất là trù phú, một đất nước không có thiếu thốn gì cả. Khi chúng ta nghe thấy ở chỗ này động đất, ở chỗ kia bị thiên tai bão lụt, ở chỗ nọ đang chiến tranh khủng bố, khi mình coi tivi mình nhìn thấy những cái cảnh mà các trẻ mồ côi hay là những em đang nghĩa là bơ vơ lạc lõng, và chúng ta đừng có chỉ có chép miệng ồ tội nghiệp chúng nó quá, nhưng mà hãy làm một việc cụ thể nào đó. Chúng ta ký một cái check hoặc là lên online donate cho những cơ quan thiện nguyện để họ có cơ hội để họ giúp đỡ cho các em đó. Mỗi một năm ở tại Hoa Kỳ này, bao nhiêu 100.000 trẻ thơ bị giết ở trong bụng mẹ của chúng, các thai nhi bị tiêu diệt. Mình đừng có ngồi đó để mình tội nghiệp mấy đứa trẻ đó, nhưng mà phải làm bằng những công việc cụ thể.
là công dân của Hoa Kỳ, là những người có trí khôn phân biệt được thế nào là giết người và thế nào là lòng thương xót. Chúng ta phải có hành động cụ thể. Đừng bao giờ bầu cho những người mà chủ trương phá thai. Đừng bao giờ đem tiền của mình để support cho những cái gọi là cái chương trình gọi là bảo vệ cho những cái quyền lợi của những người phá thai. Ở trong giáo xứ này, thưa anh chị em, anh chị em là những người đến đây, anh chị em thấy rất nhiều những anh chị em thiện nguyện viên, những người đã và đang giúp đỡ cho giáo xứ chúng ta. Nếu anh chị em thực sự là cái người mà có lòng thương xót, anh chị em hãy cố gắng làm sao đó để động viên họ, để khuyến khích họ, nói một lời cảm ơn với họ. Anh chị em trong ban an ninh, họ giữ gìn trật tự cho chúng ta. Chúng ta phải có lòng thương xót họ. Trời lạnh, mình ở trong này ấm, họ ngoài phải lạnh như vậy. Trời nóng, ở trong này chúng ta có mé lạnh, ở ngoài đó họ phải chịu nóng. Mình có lòng thương xót họ không anh chị em? Đừng có chỉ chép miệng, ồ, tội nghiệp họ, ồ, thấy thương quá. Nhưng hãy biểu lộ ra bằng những hành động cụ thể. Anh chị em nghe theo cái sự hướng dẫn của họ, đó là anh chị em có lòng thương xót. Anh chị em đừng có nổi khùng lên khi mà người ta nhắc nhở là đậu xe như thế này, đậu xe như thế kia. Đừng bao giờ mở miệng ra chửi họ. Cái đó là không có lòng thương xót chút nào cả. Những người làm ở dưới nhà bếp, những người thiện nguyện viên giúp đỡ giáo sư chúng ta, anh chị em xuống mua thực phẩm chẳng hạn, anh chị em nói một lời cảm ơn, hoặc là động viên họ, ồ thức ăn hôm nay ngon. Tôi nghĩ đó là lòng thương xót đấy anh chị em. Và khi thấy những nhu cầu của cộng đoàn giáo xứ, hoặc là anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến, anh chị em ở khắp mọi nơi, tôi biết ở cộng đoàn của anh chị em nhìn thấy những nhu cầu, thấy vấn đề tài chính khó khăn, anh chị em đừng có ngồi đó, tội nghiệp cha quá, tội nghiệp sơ quá, tội nghiệp các thầy quá. Nhưng hãy làm một việc nào đó cụ thể, đóng góp một cách tích cực hơn để giảm đi cái gánh nặng của các linh mục, của hội đồng giáo xứ khi phải lo lắng cho cái vấn đề tài chính, chi trả bưu bọc vân vân và vân vân. Ở trong gia đình, thấy bố mẹ mình cứ lùi thủi đi ra đi vào, mình phải có cái lòng thương xót, chủ động đến để ba hay là má hay là ông bà có muốn đi lễ, con chở đi lễ. Bởi vì cái ước ao của những người già là chỉ muốn đến với thánh lễ mà thôi. Tắt một lời, ngày hôm nay nếu anh chị em muốn đón nhận được lòng thương xót của Chúa, điều thứ nhất là chúng ta phải cố gắng chạy đến với lòng thương xót Chúa qua bí tích giải tội. Bởi vì ở nơi đó, lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua cái lời tha tội của các linh mục. Không phải các linh mục tha tội cho anh chị em đâu, mà là chính Đức Giêsu Kitô. Ở trong nhật ký lòng Chúa thương xót, Ngài nói rất rõ. Con hãy nói với các linh hồn rằng linh mục chỉ là tấm bình phong để cha mượn, để cha tha tội cho chúng con, cho nhân loại. Cho nên mạnh dạn đến với tòa giải tội này. Điều thứ hai là cố gắng thực hành lòng thương xót như tôi vừa mới đề nghị. Đừng chỉ có thương xót người khác, đừng chỉ thương xót ông bà cha mẹ, hoặc là vợ chồng, hoặc là con cái bằng miệng, nhưng mà bằng những công việc cụ thể. Nếu anh chị em và tôi cố gắng làm được hai việc đó, chạy đến lòng thương xót Chúa qua bí tích giải tội và cố gắng thực hành lòng thương xót, thì lúc đó chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ được bình an hơn, và nhất là gia đình của chúng ta, cộng đoàn giáo xứ của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay là ngày thứ hai trong tuần thứ hai của mùa phục sinh, và cũng là tuần mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã quyết định để ngày Chúa Nhật này là Chúa Nhật để kính lòng Chúa thương xót, và đồng thời cũng là ngày kết thúc của 8 ngày sau Chúa Nhật phục sinh, tức là trong tuần Bát Nhật phục sinh. Cộng đoàn chúng ta cũng biết một biến cố quan trọng, đó là Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại để chúng ta tin vào Thiên Chúa nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng mang lại cho chúng ta một ý nghĩa, một giá trị cho đời sống thường ngày của chúng ta.
Nếu đời sống đức tin của chúng ta không bám víu vào trong cái chết và sự phục sinh của Chúa, thì tất cả niềm tin của chúng ta trở nên trống rỗng và trở nên vô nghĩa. Và ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến một sự kiện rất đặc biệt, đó là tin mừng kể lại về chuyện ông Tôma. Ông Tôma không có mặt khi Chúa hiện ra với các môn đệ. Các môn đệ đã thuật lại cho ông Tôma, nhưng ông đã quả quyết một cách chắc chắn: tôi không tin. Nếu ngón tay của tôi chưa xỏ vào lỗ đinh của người, nếu bàn tay của tôi chưa thọc vào cạnh sườn của người, thì tôi không tin. Và điều đó làm cho ông Tôma xem ra có vẻ đây là một sự thách thức về lòng tin của ông. Nhưng mặt khác thì chúng ta lại thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu đối với các môn đệ chính là Ngài đã củng cố niềm tin cho các ông. Sau khi Chúa Giêsu bị bắt và bị kết án, bị giết chết, làm cho các môn đệ tán loạn, hoảng hốt và thậm chí là bỏ hàng ngũ của mình để trở về quê quán sinh sống. Các môn đệ đã được Chúa Giêsu hiện ra để cho thấy rằng tất cả những gì mà Chúa đã rao giảng và dạy dỗ các môn đệ thì ngày hôm nay đã được thực hiện. Trong đó có ông Tôma. Ông cũng được giáo dục, được hướng dẫn và có những lời hứa cho nước trời sau này đối với tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Thì hôm nay ông Tôma đã quả quyết: nếu tôi không thấy Chúa, trong một trạng thái là một người bị đóng đinh, một người đã bị tên lính đâm thấu vào cạnh sườn. Và quả thực Chúa cũng đã kiên nhẫn để rồi hiện ra khi có mặt cả ông Tôma đó nữa. Và sau khi chào bình an cho các môn đệ thì Chúa Giêsu bắt đầu nói với ông Tôma: này ông Tôma, đây tay của thầy đây, đây là cạnh sườn của thầy đây, anh sờ xem có phải không. Thì lúc này ông Tôma không còn nghi ngờ gì nữa, và ông đã quả quyết lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Quả thực là chúng ta thấy ngay cả niềm tin vào Thiên Chúa, một cái sự thiếu sót nào đó mà Chúa vẫn tìm cách để bổ túc lại cho chính ông Tôma. Ông nghi ngờ vào lời của các môn đệ anh em mình đã thuật lại, thì giờ đây Chúa hiện ra và bổ túc cho ông. Không chỉ là hình ảnh mà Chúa hiện ra, mà Chúa cho ông xem tay và cạnh sườn của Chúa nữa. Anh chị em cũng biết là từ cạnh sườn của Chúa thì Kinh Thánh đã kể lại như tin mừng Luca nói: nước và máu đã chảy ra. Từ nơi đó để phát sinh sự sống, phát sinh ơn cứu độ. Và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong biến cố phục sinh này quả thực là một biến cố của Thiên Chúa, là một biến cố kế hoạch mà Thiên Chúa đã yêu thương để dành cho nhân loại một cách đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy trong tin mừng ngày hôm nay cũng đã thuật lại cho chúng ta tay và cạnh sườn của Chúa, không chỉ dừng lại ở trong biến cố chết trên thập giá, nhưng lại tiếp tục tuôn trào nước và máu để tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, đấng đã chết và đã phục sinh, thì được ơn cứu độ. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là suốt dòng lịch sử của cứu độ, hình như Thiên Chúa đã chuẩn bị một cách chắc chắn cho con một của Thiên Chúa đến trong thế gian này, để rồi chính con một của Ngài đã gánh lấy, vác lấy tội của nhân loại, và để cho những ai nhìn nhận cái chết và sự phục sinh của Chúa thì cũng sẽ được đi vào sự sống. Và đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu con người. Khởi đầu trong Cựu Ước thì chúng ta thấy sau khi con người đã phạm tội thì Thiên Chúa bắt đầu hứa cho con người, đó là để cứu con người
khỏi phải chết do tội lỗi mà con người đã gây ra. Chưa hết, Thiên Chúa đã nhiều lần nhiều cách để thanh luyện con người. Đã nhiều lần con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn tìm cách này cách khác để mà như thể là chuộc lại cho con người. Một hình ảnh rất là dễ thương ở trong sách ngôn sứ Hô-sê, thì chúng ta thấy Hô-sê đã là nói lên một cái kinh nghiệm trong đời sống của mình để ví dân Israel như là một người vợ đối với Thiên Chúa như là Đức Lang Quân. Một người vợ trong tình yêu mà Hô-sê đã kinh nghiệm đó, đã thấy rằng dân Israel đã chối bỏ Thiên Chúa, đã đi ngoại tình bằng cách là thờ các thần ngoại bang, phản bội Thiên Chúa không phải một lần, nhiều lần lặp đi lặp lại, không phải là một thứ thần mà là nhiều thần khác đối với các dân tộc. Cho nên chúng ta thấy Thiên Chúa như là một người chồng vẫn kiên nhẫn, vẫn cứ trung thủy, vẫn cứ chờ đợi để một ngày nào đó một người vợ biết ăn năn, biết sám hối để trở về với Thiên Chúa. Đó là lòng xót thương của Thiên Chúa. Rồi ngôn sứ Ezekiel thì kể lại dân Israel giống như là một người thiếu nữ gần chết rồi, trong quằn quại, trong vũng máu. Thế mà Thiên Chúa như là một người chồng đã đến để mà xoa dịu, để mà chữa lành, để rồi tô điểm cho đến cái người thiếu nữ này đẹp quá, đẹp đến mức độ là lấy cái sắc đẹp của mình để trở thành một cô gái điếm. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn cứ chờ đợi, mặc dù là con người tội lỗi đó, mặc dù là nhân loại đã tìm cách phản bội Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn cứ chờ đợi và yêu thương và tha thứ. Trong câu chuyện của ngôn sứ Jonah thì chúng ta lại thấy dân thành Ninive được ngôn sứ Jonah thông báo cho biết trong vòng 40 đêm ngày nữa là Thiên Chúa sẽ giáng phạt xuống dân thành. Không ngờ dân thành đã nghe lời ngôn sứ Jonah và đã thay đổi, và toàn bộ thành từ vua cho đến các người tôi tớ cho đến súc vật ăn năn sám hối. Và thế là Thiên Chúa đã tha cho dân thành Ninive. Đến mức độ mà ông Jonah ông buồn quá. Ông buồn, ông bảo là tại sao mà Thiên Chúa nói phạt mà Thiên Chúa lại không phạt. Thiên Chúa nói là ta giống như cái lời ước nguyện của ngươi đó. Ngươi đã từng ước nguyện rằng để làm sao đó là Thiên Chúa từ bi nhân hậu và giàu lòng xót thương, thì hôm nay ta đã xót thương bởi vì dân đã ăn năn, đã hối cải, đã trở về. Và quả thực là chúng ta thấy đó là hình ảnh của Thiên Chúa được họa lại nơi con người Đức Giêsu Kitô. Khi Chúa đến mặc lấy thân phận của con người, Ngài đã cho chúng ta một hình ảnh một vị Thiên Chúa là cha, một người cha nhân hậu, cho dù người con hoang đàng, bỏ đi, phá phách, tội lỗi như thế, nhưng Thiên Chúa lại cho rằng người con ta đã mất, nay tìm thấy, đã chết mà nay sống lại, đón nhận mà ăn mừng. Và như vậy thì chúng ta thấy là một Thiên Chúa yêu thương lắm. Không chỉ dừng lại đó, mà chính nơi Chúa Giêsu, Ngài cũng đã từng giảng dạy và những việc làm cụ thể của Ngài như là một người phụ nữ ngoại tình. Thay vì Ngài là người vô tội thì có quyền để ném đá, nhưng Ngài nói với người phụ nữ là mọi người đâu hết rồi, tại sao người ta không ném đá chị? Và Chúa nói với người phụ nữ rằng hãy đi đi, về đi và đừng phạm tội nữa. Chúa không kết án cái người phụ nữ này, mà Chúa công bố ơn tha tội cho người phụ nữ. Một tình thương của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta là như thế. Hơn nữa, cụ thể nhất chúng ta thấy ngay trên cây thập giá, Chúa đã cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi Chúa, những kẻ đã đóng đinh Chúa, những kẻ kết án Chúa, lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Tình yêu thương của Thiên Chúa đến mức độ như vậy.
Ngay cả tên trộm lành mà chúng ta gọi là trộm lành, đã là trộm thì tên nào nó cũng giữ hết, chẳng tên nào nó lành đâu. Nhưng nó lành bởi vì là nó tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa. Này ông Giêsu, khi nào ông về nước của ông nhớ đến tôi. Tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa. Để rồi Chúa công bố, ngay hôm nay người sẽ ở trên thiên đàng với ta. Vậy thì tất cả bao nhiêu những hành vi, những việc làm tội lỗi của anh ta trước kia, hình như Chúa quên hết, Chúa xóa sạch, để rồi anh ta được hưởng cái hạnh phúc của Thiên Chúa ngay từ lời hứa của Ngài. Và qua cái biến cố chết trên thập giá, nước và máu lại tiếp tục đổ ra, để ngày hôm nay chúng ta lại được hưởng ơn cứu độ. Quý ông bà anh chị em cũng biết, một xã hội ngày hôm nay chúng ta đầy rẫy những con người tội lỗi, đầy rẫy biết bao nhiêu những bất công, đầy rẫy những hành vi, những việc làm của chúng ta phản bội Thiên Chúa. Đi đạo đó nhưng đôi khi chúng ta lại vẫn cứ còn tin vào những cái thứ thần khác, coi bói, coi tướng, thậm chí còn chơi bùa, chơi ngải nữa. Cách đây khoảng 4 ngày, tôi có tiếp xúc một người phụ nữ đến xin chúng tôi xưng tội. Và chị nói là không biết con có xưng tội được không. Thì tôi ngồi trò chuyện với chị, thì cho chị tôi biết là chị đã bỏ chồng cách đây hơn 10 năm về trước. Rồi chị đi sống với một người phụ nữ khác, chị sống với một người đàn ông khác. Rồi lại cũng bỏ cái người đàn ông đó, lại đi sống với cái người đàn ông thứ ba. Và hiện nay thì chị đang sống với người đàn ông thứ ba. Mà không chỉ là sống với người đàn ông thứ ba, mà chị còn chơi bùa nữa. Chơi bùa làm sao đó để cho cái người đàn ông thứ ba này không có bỏ chị. Vậy thì chị hỏi tôi là con có được xưng tội không? Thì tôi nói là bây giờ muốn xưng tội cho nên thì phải có 4 điều kiện. Thứ nhất là xét mình, chị có thấy cái việc làm của chị có tội không? Có. Vậy thì chị ăn năn dốc lòng chừa, chị chừa chưa? Dạ chưa. Chị có sẵn sàng bỏ cái người đàn ông thứ ba này không? Dạ không bỏ được đâu cha ơi. Chị có sẵn sàng để bỏ cái bùa mà chị đã chuộc nó cả mấy chục triệu về để mà giữ cái ông thứ ba này, chị có sẵn sàng bỏ cái bùa đấy không? Dạ, con bỏ đi, nó quật con chết, nó vật con chết, không bỏ. Làm nô lệ cho nó. Nhưng với lòng xót thương của Thiên Chúa, Chúa vẫn chờ đợi. Miễn là chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi, trở về với Thiên Chúa, chúng ta sẽ đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Cụ thể nhất chúng ta thấy đó là bi tích hòa giải. Thưa quý ông bà, anh chị em, có một lần tôi tiếp xúc với một cô gái. Cô đó đang mang thai vào tháng thứ 5 rồi. Và người bố, người mẹ dứt khoát bắt cô này phải phá cho bằng được. Sau khi cộng tác viên của chúng tôi khuyên cô này và đưa về cho tôi, thì tôi cũng khuyên và nói với cô. Thì cô nói là thưa cha, chắc con không giữ được đâu cha. Vì bố mẹ con bắt con, nếu mà con không phá thai, con không bỏ thai đi, là bố mẹ con giết con chết. Bà thấy bố mẹ con có đạo không? Bà bố mẹ con đạo gốc đấy. Thế bây giờ cha bày con như thế này, con về con nói với bố mẹ con đi. Con về con nói bố mẹ con, con hỏi bố mẹ con, bố mẹ có thương con không? Con phải lặp đi lặp lại mấy lần, 3 lần, 4 lần ấy, bố mẹ có thương con thật không? Nếu bố mẹ thương con, thì bố mẹ hãy để cho con thương con của con. Còn bố mẹ bắt con phải giết con của con, thì không khác nào bố mẹ cũng đang giết vào trong trái tim của con. Và quả thực cô bé cũng can đảm về nói với bố mẹ. Và bố mẹ đã thay đổi cái suy nghĩ và giữ lại cái bào thai. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, những câu chuyện đó vẫn đang xảy ra hàng ngày.
khó lắm. Nhưng miễn làm sao chúng ta có thể thay lòng đổi dạ, chúng ta có thể trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa, thì nơi đó như thể là chúng ta thấy được Chúa yêu thương và Chúa trìu mến cho chúng ta. Câu chuyện đó vào năm 1931, Thánh nữ Faustina đã được một thị kiến, Đức Giêsu đã hiện ra và cho thấy là Chúa là lòng thương xót. Cho nên Chúa đã dặn Thánh nữ là hãy làm một bức hình giống như Thánh nữ đã nhìn thấy. Trong bức hình đó thì chúng ta thấy là tay phải của Chúa giơ lên và tay trái thì chỉ vào trái tim, và từ trái tim đã phát xuất ra hai tia sáng, một tia sáng là màu trắng nhạt và một tia sáng là màu đỏ. Và màu đỏ và màu sáng nhạt đó tượng trưng cho nước và máu. Để nói đó là phát xuất ra cái nguồn ơn cứu độ. Và Thánh nữ Faustina đã trở nên tông đồ của lòng thương xót Chúa. Và năm 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 30 tháng 4 đã phong thánh cho Thánh nữ Faustina, và đồng thời cũng ấn định ngày tuần thứ hai của mùa phục sinh là tuần của lòng kính lòng Chúa thương xót. Và như thế chúng ta thấy giáo hội đã thấy cái tầm quan trọng của việc chúng ta hướng đến lòng Chúa thương xót. Tôi cũng như quý ông bà anh chị em chúng ta hiện diện nơi đây, chúng ta được thừa hưởng chính cái hồng ân của Thiên Chúa, đó là nước và máu từ cạnh sườn của Chúa để cứu chúng ta, rửa chúng ta sạch muôn vàn tội lỗi. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như thế nào, thì ngày hôm nay Chúa lại tiếp tục đổ máu ra để rửa cho muôn vàn tội lỗi chúng ta. Và đó chính là tình thương mà Thánh Gioan đã nói: người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương cho đến cùng. Để đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cũng ý thức hơn, đó là Chúa đã yêu thương chúng ta rồi. Vậy thì bổn phận một mỗi người chúng ta hãy nói lên cái lòng thương xót của Chúa bằng cách là chúng ta hãy sống đức tin của mình, lắng nghe lời của Chúa và thực hành lời của Chúa, và đồng thời để cho lòng thương xót của Thiên Chúa thực sự đụng chạm đến bản thân mình và nơi anh chị em của mình, để khi người ta có thể đụng chạm đến cuộc đời của chúng ta thì người ta sẽ thấy được lòng thương xót của Chúa. Như chính Chúa Giêsu đã nói, cứ dấu này người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Amen.